Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất ngày hôm nay. Hôm nay là thứ Tư, ngày 12 tháng 10 năm 2022, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Trong bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi trưa chiều ngày hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Theo ghi nhận mới nhất ở thời điểm này thì giá vàng trên thị trường thế giới vẫn trong xu hướng giảm với tỷ lệ giảm là 0,14%, giao dịch ở mức 1.664 đô la Mỹ trên một ounce. Với phạm vi giao dịch trong ngày hôm nay tính từ thời điểm mở cửa phiên này đến thời điểm hiện tại, mức thấp nhất là 1.661,24 đô la Mỹ và mức cao nhất là 1.666,72 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó thì chỉ số đồng đô la Mỹ tăng nhẹ với tỷ lệ tăng là 0,16%, giao dịch ở mức 113,476 điểm. Đối với thị trường tiền điện tử thì giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin giảm nhẹ, giao dịch quanh mức 19.000 đô la Mỹ trên một Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm trong xu hướng giảm, giao dịch quanh mức 3,935% trên một năm. Còn đối với thị trường năng lượng thì giá dầu thô tăng nhẹ, giao dịch quanh mức 88,646 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước thì sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Trong báo cáo về kim loại quý mới nhất, được các nhà phân tích hàng hóa tại Halyard Precious Metals cảnh báo, thị trường vàng có thể tiếp tục gặp khó khăn vào cuối năm khi mà lãi suất tăng hỗ trợ cho đồng đô la Mỹ. Các chuyên gia này cũng cho rằng, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed càng tiếp tục lộ trình thắt chặt tích cực của mình lâu bao nhiêu thì đồng đô la Mỹ sẽ cản trở đà tăng của vàng lâu bấy nhiêu. Dù hoạt động trong nền kinh tế Mỹ đang chậm lại, nhưng theo Halyard vẫn lưu ý rằng thị trường lao động vẫn khá linh hoạt. Tuần trước, Cục Thống kê Lao động cho biết có 263.000 việc làm đã được tạo ra trong tháng 9, vượt qua dự báo của các nhà kinh tế. Đồng thời, tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống mức thấp trước đại dịch là 3,5%. Điều này cho thấy thị trường việc làm tiếp tục phát triển và cơ quan quản lý vẫn sẽ tiếp tục tăng lãi suất thêm nữa. Một khi nền kinh tế Mỹ tăng trưởng chậm lại, buộc Fed phải xoay trục chính sách, đồng đô la Mỹ sẽ bắt đầu giảm giá, từ đó thúc đẩy giá vàng và ngược lại, các nhà phân tích nhận định. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin sẽ là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Đến thời điểm hiện tại, giá vàng miếng SJC trong nước biến động trong vùng hẹp dù giá vàng thế giới lao dốc. Cụ thể, vào thời điểm mở cửa phiên giao dịch ngày hôm nay, giá vàng miếng SJC được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết mua vào ở mức 66 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 67 triệu đồng trên lượng, tiếp tục điều chỉnh tăng 100.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và bán ra so với thời điểm cuối ngày hôm qua. Chênh lệch giữa chiều mua vào và bán ra hiện tại vẫn dao động ở mức cao là khoảng 1 triệu đồng trên một lượng. Tại tập đoàn Doji thì giao dịch vàng miếng ở mức thấp hơn, 65,8 triệu đồng trên lượng theo chiều mua vào và 66,8 triệu đồng trên lượng theo chiều bán ra. Với công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận hay còn gọi là PNG niêm yết trên hai thị trường Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, mua vào ở mức 65,9 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 66,9 triệu đồng trên một lượng. Tập đoàn Phú Quý niêm yết ở mức 66 triệu đồng trên lượng mua vào và 67 triệu đồng trên lượng bán ra, tăng 100.000 đồng trên một lượng so với phiên cuối ngày hôm qua. Tại Bảo Tín Minh Châu mở cửa phiên này, niêm yết mua vào ở mức 66,05 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 66,98 triệu đồng trên lượng, tăng 130.000 đồng trên lượng ở chiều mua và tăng 100.000 đồng trên lượng tại chiều bán. Với hệ thống Mi Hồng, mua vào ở mức 65,80 triệu đồng trên lượng và bán ra mức 66,80 triệu đồng trên lượng, giảm nhẹ 100.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và bán ra. Trong khi đó thì giá vàng trang sức, giá vàng nhẫn 24K các loại giao dịch quanh mức 51,6 triệu đồng trên lượng mua vào và 52,6 triệu đồng trên một lượng theo chiều bán ra, giảm nhẹ 50.000 đồng trên một lượng so với thời điểm sáng ngày hôm qua. Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm sáng nay được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 23.480 đồng trên 1 đô la Mỹ, tăng tới 29 đồng trên 1 đô la Mỹ so với ngày hôm qua. Giá đô la Mỹ ở các ngân hàng thương mại thì giao dịch ở mức 23.790 đồng trên 1 đô la Mỹ mua vào và 24.070 đồng trên 1 đô la Mỹ bán ra, tăng thêm 50 đồng trên 1 đô la Mỹ. Với giá đô la Mỹ tự do mua vào ở mức 24.270 đồng trên 1 đô la Mỹ và bán ra ở mức 24.350 đồng trên 1 đô la Mỹ. Như vậy là tăng mạnh tới 110 đồng trên 1 đô la Mỹ mua vào và 90 đồng trên 1 đô la Mỹ bán ra. Đến thời điểm trưa chiều ngày hôm nay, giá vàng trong nước biến động như thế nào? Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch này. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Hiện tại thì với giá vàng miếng SJC trong nước điều chỉnh giảm nhẹ so với lúc mở cửa phiên này, còn với vàng nhẫn một số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác thì không có điều chỉnh về giá. Hiện tại thì đang được niêm yết như sau. Đầu tiên sẽ là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 6.590.000, bán ra 6.690.000.
Chênh lệch giữa hai chiều mua vào và bán ra thời điểm này vẫn đang dao động ở mức 1 triệu đồng trên một lượng. SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng mua vào 6.590.000, bán ra 6.692.000. PNG Hồ Chí Minh và PNG Hà Nội mua vào 6.590.000, bán ra 6.690.000. Doji Hà Nội mua vào 6.580.000, bán ra 6.680.000. Doji Hồ Chí Minh mua vào 6.580.000, bán ra 6.680.000. Phú Quý SJC mua vào 6.590.000, bán ra 6.690.000. Bảo Tín Minh Châu mua vào 6.595.000, bán ra 6.689.000. Tăng 30.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào, tăng 10.000 đồng trên một lượng tại chiều bán ra, hay là tăng 3.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua, tăng 1.000 đồng trên một chỉ tại chiều bán. Mi Hồng SJC mua vào 6.595.000, bán ra 6.675.000, tăng 5.000 ở chiều mua vào, giảm 15.000 ở chiều bán ra. Tiếp đến là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Eximbank mua vào 6.570.000, bán ra 6.670.000, giảm 20.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Ngân hàng SCB mua vào 6.550.000, bán ra 6.690.000, giảm 20.000 ở chiều mua vào, 30.000 ở chiều bán ra. Ngân hàng TB Bank Gold mua vào 6.580.000, bán ra 6.680.000. Ngân hàng Vietinbank mua vào 6.590.000, bán ra 6.692.000. Tiếp theo sẽ là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác. Thời điểm này thì cũng không có điều chỉnh về giá, chênh lệch giữa hai chiều mua vào và bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 1 triệu cho đến 1.020.000 đồng trên một lượng. Hiện tại thì đang được niêm yết như sau. SJC Nha Trang và SJC Cà Mau mua vào 6.590.000, bán ra 6.692.000. SJC Huế mua vào 6.587.000, bán ra 6.693.000. SJC Bình Phước mua vào 6.588.000, bán ra 6.692.000. SJC Biên Hòa, Miền Tây và Quảng Ngãi mua vào 6.590.000, bán ra 6.690.000. SJC Long Xuyên mua vào 6.592.000, bán ra 6.695.000. SJC Bạc Liêu mua vào 6.590.000, bán ra 6.692.000. SJC Quy Nhơn, Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 6.588.000, bán ra 6.692.000. Cuối cùng là giá nhận bột số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác. Thời điểm này thì cũng không có điều chỉnh về giá quý vị và các bạn nhé. Hiện tại thì đang được niêm yết như sau. Nhận bột số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ mua vào 5.160.000, bán ra 5.260.000. Nhận bột số 9 loại nửa chỉ mua vào 5.160.000, bán ra 5.270.000. Vàng 4 số 9 mua vào 5.140.000, bán ra 5.220.000. Vàng 24K mua vào 5.038,3.000, bán ra 5.168,3.000. Vàng 18K mua vào 3.730,4.000, bán ra 3.930,4.000. Vàng 14K mua vào 2.858,6.000, bán ra 3.058,6.000. Vàng 10K mua vào 1.992.000, bán ra 2.192.000. Quý vị và các bạn thân mến, với những nội dung trên đã khép lại bản tin giá vàng mới nhất phiên trưa chiều ngày hôm nay của chúng tôi. Mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh màu đỏ phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn vào quả chuông ngay bên cạnh để mỗi khi có thông tin mới, chúng tôi tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.